Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio giao những cái linh kiện mà sửa chữa loa và thay thế thùng loa. Đó là những dòng bát 20, 25, 30, 40. Đấy, các cái mẫu này dùng gia đình rất là tốt luôn, giá thì lại rất là rẻ. Đều là những các loại sản phẩm mới các bác nhé. Và với nhiều cái phân khúc giá nó có thể khác nhau. Thì các bác cùng xem đây là 20 Mary này, 20 BM này, một cái bát súp này, 25 toàn giải này, 30 Mary, 30 toàn giải này, 40 giờ xét này, các bác cùng xem mẫu ở đây nhé. Đây là củ bát của 20 BM từ 140 và côn 51 model 8AZ630. Con này là từ 140 côn 51 thì là của 20 BM gân 2 gân. Thì anh em thích dòng BM hay là Mary. Đây là BM nhá, còn đây là Mary này. Từ 140 côn 51 này. Model là H31D này. Mary Audio này. Con này thì là hàng đời mới, chạm nhúng màu vàng. Từ 140 và con 51 dầu nó bọc dây điện. Đối với hình thức thì con Mary này rất là đẹp, mảng sơn dầu bóng gân 2 gân. Còn đối với cái chất lượng mà để huyền thoại thì con BM này là hàng từ xưa đến nay rồi, thì chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Đấy, đây là cặp bát của BM với Mary. Mary này có giá 1.050.000, được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em nhé. Nắp vào các cái cấu hình thùng loa mà ca rất là hay luôn. Con này BM thì là 1.1.000, anh em thấy dòng nào ok. Đấy, còn đây là một chiếc bát súp 30. Thì cái vanh này chỉ là cái để trang trí thôi, một là, thứ hai là để chống dập cái gân này này. Cái gân này là gân cao su và màng của nó là màng xếp ly. Đấy, cái màng này thì cũng thuộc hệ carbon nhé. Và con này từ 140 và côn 51 nhé. Con này thì các bác lưu ý, đối với những cái loại mà củ loa mà để thay thế thùng súp ấy, thì các bác cứ thay cho em các cái loại từ nó vừa thôi. Chứ còn đâu các bác các cái thùng súp mà các bác cái mạch của nó chỉ có hai sò, các bác cứ đi thay cái bát to vào là đánh không đánh được đâu. Lưu ý cho em là như thế, không đánh được. Chỉ có những cái dòng bát này thì anh em thay vào nó sẽ hợp lý nhá. Còn tiếp đến đây là đôi bát 25 toàn giải. Tăng lời và trợ lời thì các bác sử dụng loa toàn giải. Các bác nhà có những cái đôi loa nó bị hỏng, bị rách mà bây giờ mình thay tạm thời vào để lấy lời. Để lấy lời nhá thì mới thay, còn đâu để lấy nghe nhạc thì chỉ có nghe nhạc vàng thôi. Đấy, còn để lấy lời thì mới thay được toàn giải. Vì toàn giải nó trợ lời và tăng lời rất là tốt. Bát 25 toàn giải từ 126 và côn 51 là con này ra cả ba giải đều nhau. Bát trung tép đánh trực tiếp từ đẩy và âm đi vào đây mà không cần phân tần, không cần loa chung, không cần loa chép mà đủ như thành một cái loa luôn. Đấy, thế nên là khi anh em sử dụng loa toàn giải với những dòng loa mà sửa chữa thay thế rất là tốt luôn. Con bát 25 này có giá 800.000 một đôi. Còn đây là con bát 30 vì giá 1.050.000 thì từ của nó sẽ to hơn con 25. Từ 140 và con 51. Anh em thích 25 được và thích 30 cũng được. Lưu ý cho em, các bác và đã sử dụng loa toàn giải mà dùng đến tăng lời nhá, em cam kết cho anh em dùng rất là thích. Có đôi loa của mấy trăm nghìn thôi nhưng dùng rất là thích về cái cấu hình loa của mình mà khi mình nâng cấp. Đấy, để mà nâng cấp để nghe nhạc sàn thì không nên dùng loa toàn giải, chỉ có dùng tăng lời thôi, nó là loa trợ lời. Còn đây là bát 30 Mary từ 170 con 76, hàng chính hãng của nó thì nó rất là đẹp và hay. Hôm nay em bảo giải tất cả các bác. Dầu được bọc dây điện và rất là nhiều các cái phụ kiện khác nhau để thay thế. Và con này của nó 1.600.000 một đôi và hàng hãng của Mary từ 17 các bác nhé. Còn đây là bát 40 giờ xếp này. Bát 40 giờ xếp đi trọng viền xanh và có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 190 con 76 màng xếp ly, gân 3 gân, màng sơn dầu bóng. Con này nằm loa kéo hoặc lắp loa full thì tiếng tuyệt vời luôn. Riêng cái dòng giờ xếp này, lắp loa full nằm loa kéo, đặc điểm cái dòng này ấy, thì nó rất lịnh về tiếng trống. Rất lịnh về tiếng trống. Và con này có giá 1.950.000 một đôi. Tất cả sản phẩm đều được bao ship và nhận hàng, được kiểm tra thanh toán. Các bác có nhu cầu đến cái linh kiện nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn giá thành thì có rất là nhiều các cái mẫu khác nhau. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn em trong clip mới nhé.